Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Và tình hình trên thế giới cũng gây nhức đầu cho ông Biden vô cùng, bởi vì chúng ta cũng nhớ là ông đã tuyên bố ngày 11 tháng 9 kỷ niệm 20 năm ngày mà nước Mỹ thực hiện cái cuộc mà tấn công vào bọn khủng bố sau cái vụ mà 911 ở New York đó, thưa quý vị, dưới thời của ông Bush đó. Và cho đến giờ phút này, Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan 20 năm trời, nhưng mà cuối cùng không thể nào kéo dài cái cuộc chinh chiến này mãi nữa. Cho đến giờ phút này, cái nỗ lực của Hoa Kỳ rút ra và triệt thoái đã gây ảnh hưởng, người dân Afghanistan rất là sợ trong thời gian qua. Đặc biệt vào hôm cuối tuần, hôm thứ Bảy vừa rồi, lại xảy ra một cái vụ tấn công thảm sát, mà chúng ta mới thấy được cái bàn tay mà tàn ác của cái bọn Hồi giáo nó khóa khích, nó ghê gớm như thế nào. Bọn chúng không thích con nít, nhất là con gái mà đi học. Mà cái chuyện này nó có là từ thời bao nhiêu thập niên trước nữa, chứ không phải cho đến khi mà Hoa Kỳ lâm chiến vào Afghanistan. Cái bọn Hồi giáo khóa khích á, thích chủ trương của bọn chúng. Bọn chúng giảng giải cái dịch, cái kinh thánh Koran, là người phụ nữ phải ở nhà chăm sóc cho chồng, con gái là không có học hành cái gì hết. Vì thế khi mà đất nước Afghanistan phát triển và nó có luật lệ rồi hỗ trợ cho trẻ em, nhất là nữ sinh đó, được đi học trở lại, thì các em rất là sung sướng. Thế nhưng bọn Taliban lại không thích cái điều này. Không những Taliban mà kể cả ISIS nữa, quý vị. ISIS là Al-Qaeda rồi gây ảnh hưởng khủng bố khắp nơi. Và hôm cuối tuần vừa qua, bọn chúng đã tổ chức, mà Taliban cho đến giờ phút này nói là tụi tôi không có làm, mà không biết được ai làm cái điều này, thực hiện một cái vụ nổ bom vào thời điểm mà các em đi học trong một cái ngôi trường. Cái khu vực này đa số là người theo Shia, và ở những cái quốc gia Iraq và Afghanistan cho đến giờ phút này, Iraq đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà Afghanistan, những cái giáo phái kình chống nhau giữa Shia và Sunni vẫn tiếp tục. Và hậu quả đó, cái khu vực đa số người theo Shia, trường học ở đây đã bị bọn Sunni tấn công. Taliban thì nói không phải, nhưng mà chính quyền của Afghanistan là chỉ tay vào Taliban. Cho đến giờ phút này, theo bản tin mới nhất ghi nhận vào ngày hôm nay, số người chết trong cái vụ tấn công hôm cuối tuần lên tới 85 người, 147 người bị thương. Trong số này, đa phần là trẻ em, trong đó có nhiều em nữ đi học vừa tan trường thì bọn chúng tấn công bằng một chiếc xe bom khủng khiếp, nổ tung hết tất cả. Và cái tin tức này càng gây khó khăn, ông không biết được cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Afghanistan như thế nào, nhưng mà ông Biden cũng khó lòng mà thay đổi cái quyết định đã được đưa ra ngày triệt thoái toàn bộ binh sĩ ra khỏi Afghanistan 11 tháng 9 tới đây. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì công ty Amazon vào sáng ngày hôm nay họ đã công bố là nguyên một năm qua đó, họ đã bỏ ra thứ nhất đến 700 triệu cộng với việc thuê đến 10.000 nhân viên làm việc trong riêng một cái bộ phận, nó gọi là truy tìm để mà gỡ bỏ thứ nhất là những cái account của sellers mà bán hàng giả hoặc là những cái listings bán hàng giả. Bởi vì theo Amazon và những cái công ty mà có brand name chẳng hạn như là Nike hoặc là Adidas đó thưa quý vị, trong vòng 2-3 năm trở lại đây, những cái công ty này đó đã complain với Amazon là họ phát hiện có quá nhiều những cái listing bán đồ của họ, hàng fake
tràn lan ở trên Amazon, cho nên mà bây giờ nó tạo ra cái tâm lý đó là thứ nhất khách hàng và cả những cái công ty này nữa, những cái công ty họ không muốn list đồ lên trên đó, bởi vì list lên đó khách hàng họ cũng không có mua. Và nhiều khách hàng đó trong khoảng thời gian gần đây họ nói họ thường xuyên khuyên nhau là không nên mua những cái mặt hàng đó trên Amazon nữa, bởi vì có những cái hàng giả quá nhiều. Thì bởi vì thứ nhất Amazon họ nói là họ có cái chuyện đó là cho những cái công ty thứ ba đó, thưa quý vị, là list đồ ở trên Amazon. Không phải Amazon giữ những cái món đồ đó, khi mà chúng ta mua thì những cái công ty này ship thẳng đến. Hoặc là thứ nhì, một cái cách nữa đó là những cái công ty này list lên và họ gửi hàng của họ đến cái warehouse của Amazon, và từ đó Amazon ship ra. Thì Amazon cũng cho biết là tại những cái warehouse của mình đó, họ đã destroy đến 2 triệu mặt hàng lận, thưa quý vị. Là những cái mà đa số, theo như Amazon công bố, đây là những cái sản phẩm liên quan đến đồ thể thao của cái thương hiệu như là Nike, Adidas, vân vân. Và bên cạnh đó thì nguyên một năm qua Amazon họ cũng đã delete mất 10 tỷ cái listing này, và ban luôn những cái account này, mà họ nói đa số là những cái account của người của sellers đến từ Trung Quốc, thưa quý vị. Bên cạnh đó Amazon cho họ nói rằng chỉ riêng năm qua đó, cái phần trăm mà những cái listing bán đồ fake như vậy tăng đến 67% so với năm 2019, bởi vì nguyên năm vừa rồi đó mọi người họ không có đi ra ngoài mua sắm được, đổ dồn về mua online, cho nên là những cái kẻ này cũng đăng nhiều hơn, và cái việc mà khách hàng mua bị nhầm đồ fake đó cũng nhiều, họ complain nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó Amazon nói rằng họ sẽ tiếp tục đổ thêm tiền trong năm nay để mà đầu tư vào những cái công nghệ mới, chứ không còn dựa vào sức người nữa, bởi vì cái số lượng listing nó quá nhiều, phải cần công nghệ để mà truy tìm và gỡ bỏ những cái listing đó xuống. Dưới thời của ông Trump, chúng ta thấy rằng cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Do Thái rất là chặt chẽ. Thậm chí người ta chỉ trích ông Trump đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô chính thức để rời về từ Tel Aviv về lại Jerusalem, đó cũng gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh. Và từ thời của ông Trump bước sang thời Biden thì rõ ràng trong những ngày đầu đó, bên phía Palestine, lực lượng Hamas là lực lượng Hồi giáo, mà bên phía Do Thái xem là bọn quân khủng bố đó, thì trong thời gian ngắn vừa qua đó lại xảy ra đầy những biến động và bạo động ở Do Thái. Và người dân Do Thái trong số này có những người ôn hòa thực sự đó, họ muốn là chính phủ phải tìm cách giải quyết cái vấn nạn của cái khu vực mà Palestine chia đôi. Mà người Palestine khi mà nghe thấy ông Trump tuyên bố Jerusalem một vùng đất thiêng của họ, quý vị đến Jerusalem quý vị mới thấy là cái khu đất này nó sẽ khó lòng mà nó được ổn định lắm. Bởi vì người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo và kể cả Do Thái giáo cũng dành cái khu vực này nữa. Và cái vụ mà xung đột càng ngày càng lớn. Sáng ngày hôm nay tức thì người ta đã bắt đầu nghe những cái tiếng mà kèn báo động từ xe cứu thương, rồi lại nghe những cái tiếng bom nổ khắp nơi ngay ở Jerusalem xảy ra. Nhưng mà bên phía chính phủ Do Thái lại gửi yêu cầu bên phía ông Biden là chớ nên can dự vào chuyện nội bộ của Do Thái. Tình hình sẽ còn biến động nhiều nữa trong thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm quý vị các bản tin chi tiết liên quan đến thời sự thế giới. Thế nhưng ngay bây giờ thì mỗi thứ hai chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo, và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.